Còn tôi đó, chị Quang Anh. Dạ, con chào nhạc phụ. Thằng khùng, mày không phải là bạn hàng xóm của Quang Anh đó nghe, là mày tới xấu với tao rồi đó. Trời ơi, mày tránh xa con Yến con của tao ra giùm đi. Nó né mày giống như né thà vậy đó. Mày không cảm nhận ra để mày né nó giùm tao một cái. Bực bội à. Quang Anh, hỷ sự lâm môn rồi đó. Nè, thằng này là đệ tử của tôi. Ông không có quyền nói chuyện với nó bằng cái giọng đó. Bây giờ tôi nói thiệt cho Quang Anh biết luôn nè. Cái pho tự mà bị ngã bữa nay đó, có một vị thiên lôi bị kẹt ở trong đó đó. Rồi cái đích thân thiên lôi hiện ra ngay trong đình làng. Đưa cái này cho tôi nè. Ông nói Ngọc Hoàng chọn ông công danh rỡ ràng, dân làng phải thờ ông ngoài đình á. Cho nên chỉ có ông rớ vô mới dựng được cái tượng đó thôi. Thiệt vậy hả? Thiệt xong thiệt. Nè, linh dị nè. Thấy không? Trời ơi, đây. Cái gì vậy? Bà là công danh rạng. Nè, công danh rạng rỡ. Cái gì vậy? Thồ phượng à, cứng quá. Ông đó, ông tính hại người tới cỡ nào hả? Nếu mà không có vụ này á, là ổng cũng ở trển rồi. Suốt ngày hảo quyền, thi đậu làm quan, tự cao tự đại, riết rồi không có ai chơi hết đó. Có thằng hớn khùng này nó mới lui tới thôi chứ đâu. Tôi không có khùng nghe. Tôi không có khùng đâu á. Kim bà, lửa lời mà nói. Kỳ này á, là ổng đậu chắc chắn luôn. Nín. Làm ăn không lo làm ăn, suốt ngày nhậu nhẹt bê tha, đậu cái gì mà đậu? Ở đó mà lo đậu làm quan. Quan gì? Quan ăn bám vợ con á thì có. Quan bà ơi, quan bà cũng phải khoan thai chứ. Chứ cái phong thái của quan bà kiểu này thì... Ông đưa đây. Ê. Nhìn đi, trời báo mộng đó, không phải chuyện dựng chơi đâu. Nhìn đi. Bệnh nặng dữ lắm rồi. Ê, bà Hảo Quyền chờ chồng hả mày? Ê tụi bay, đói quá à. Không có chủ sói ở đây để dụ ổng đi kiếm đồ ăn cho tụi mình ha. Thì bây giờ á, mình phải tự kiếm. Bây giờ có gì đâu mà ăn. Trái cây chưa đến mùa, chủ vườn nào cũng lùa chó canh gắt lắm. Hồi nãy chạy theo đám vịt kia đói mà không được cái gì hết, chán thiệt. Có bao nhiêu cái trứng á cũng bị chủ canh lụm hết, chán thiệt. Phải chi bây giờ có trứng ăn cũng đỡ ha. Ê, cái gì? Không phải là trứng đâu, bên kia có sẵn kìa. Ồ, là sao? Kìa, bên kia kìa. Ôi, mày đừng nói là bắt đám vịt đó ăn nha. Vịt của Phú ông á, ông đánh thì chết á. Thì mình nói cáo trồn gì đó ăn. Nướng ăn một bữa đã đời luôn. Chứ ăn khoai hoài tao ngán quá. Ăn xong á, chôn cái xương với lông đi, ai mà biết được. Thôi mình đi. Nhanh lên. Đi. Để lên. Để tôi với. Nè, đem tiền qua trả cho nó liền, nghe chưa? Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi là không được chơi với cái thằng bất hảo đó. Tôi nói bữa nay đến trường đi học mà. Bây giờ ở nhà đi học nghe chưa? Con có vô lớp đàng hoàng mà. Mà thầy nói với con á là thằng hớn này á hơi thở mạnh bạo. Sau này chỉ có xài nắm đấm là giỏi thôi à. Mà con vô đình á với mấy ông tượng đâu có ai nói chuyện với con đâu. Chỉ có một mình anh ba là chịu nói chuyện với con thôi à. Còn cái tiền này á, con có được á là do con với anh ba khiên tượng có chứ bộ. Đó, thấy không? Khiên tượng thần hoàng mà lấy tiền. Trên đời chỉ có cái thằng bất hảo đó thôi. Vậy cũng nghe theo nó hả? Không phải đâu. Phải mạng lớn lắm mới khiên được tượng đó. Tượng bị thiên lôi ám. Cái gì? Thì thiên lôi báo mộng. Anh ba sắp đổ đạt. Sắp làm quan lớn lắm. Rồi mày tin đó hả? Tin chứ.
nó sắp bày mưu tính kế gì đây nè. Con vợ nó đã khổ dữ lắm rồi hả? Mẹ nói với con bao nhiêu lần là không có được chơi với nó, cấm nghe chưa, cấm không được qua nhà nó nữa nghe chưa. Ở đó đi, tôi kiếm chuyện gì cho mà làm. Một bữa no ghê luôn á. Đúng rồi, no luôn á. Thôi, nó lẹ, lẹ, lẹ. 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 Xong rồi, xong rồi, đi về. Đi về. Mày dám chạy hả mày? Tụi mày nhanh lắm. Rõ ràng ha, mày dám bắt dịch của phố ông hả mày? Tôi bắt dịch anh nào? Nó bị cháu cáo giết với bộ. Tôi bắt hay nào? Giữa đồng, giữa ruộng cáo đồng. Mày dám già hạp, lẻo lửa mày, lẻo lửa mày. Mày Tay lại. Ai cho ngươi dám bắt nạt kẻ cô thế hả? Kẻ cô thế nào? Ba cái thằng quỷ nhỏ này nè, nó ăn cắp giật của phú ông. Rồi cái tao bắt dính tại trận nó còn chối kìa. Chú sơ cứu đệ đi, ông vô an cho đệ á. Không có bằng chứng mà ông nói đệ cắp giật của ông á. Rõ ràng là ta thấy ngươi ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Ta sẽ cho mi biết tay để lấy lại danh dự của người cô thế. Này, ăn hiếp nè, ăn hiếp kẻ yếu. Ăn hiếp kẻ yếu nè. Cái thằng khùng này. Khùng cái gì? Rõ ràng tụi này là quỷ nè, phá làng phá xóm hơn cái gì nữa. Ăn cắp như chảo chảo vậy. Mà mày cũng bao che đánh tao nữa. Ê, nhưng mà ta có thấy huynh đệ của ta phá làng phá xóm gì đâu. Ngươi ngươi đừng có mà vu oan nghe chưa. Bây giờ ngươi phải trả lỗi với lại ba đệ của ta đi rồi ta tha cho. Trời, nè, cái thằng khùng này. Tao mà đi tạ lỗi với ba thằng quỷ nhỏ này hả? Ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, vu oan cho kẻ cô thế, tạ lỗi đi. Ông ấy thì đền đi. Không chịu hả? Không chịu thì ta đánh. Ê, đánh nè. Đánh nè. Đánh nè. Quánh nè. Quánh nè. Không nè. Không đền nè. Có đền không? Dạ có đền không? Được. Bộ ở đây đi. Rồi muốn tả gì tả. Còn bộ thường đúng không? Mày kêu ba con quỷ nhỏ này nè. Tao dẫn về gặp phú ông. Rồi ông thường cho tụi nó. Chú sói. Ông định lừa chú sói á. Chú sói đừng giao đệ cho ông. Ông quýnh đệ chết luôn á. Không, tôi tính luôn. Tao hứa cho anh giữ luôn. Thương lắm. Nè, đi vậy. Đem danh dự ra hứa là nhất định phải giữ lời đó. Giữ lời, giữ lời. Ta tin ngươi. Mấy đệ cứ yên tâm, có chuyện gì thì cứ nói ta, ta giải quyết cho. Bây giờ ta có công chuyện gấp cần phải đi. Gặp mấy đệ sau nha. Gặp. Ngươi coi chừng ta đó. Không có được làm gì mấy đệ ta nghe chưa? Đi coi. Chú sói, đừng có đi mà chú sói. Chú sói, đừng có đi. Chú sói, đừng có đi, chú sói. Bồi thường, bồi thường. 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 Bồi thường, trời ơi, đứa là mày. Chú mẹ chịu số tôi á. Ông nhớ ông quýnh tôi nha. Ông đừng có chói đó. Bà đứa quỷ. Bộ ông tính đi thi thiệt á hả? Chứ sao, tôi phải lên kinh ứng thi chứ. Kỳ này thi đỗ trạng nguyên về cho vợ con nở mày nở mặt chơi. Chà, đi thi đi cho vợ con nở mày nở mặt. Mà nè, đi thi thì người ta mang ít ít thôi cho nó nhẹ, đem chi cho một đống vậy, làm sao mà giác nổi, đã cái thân làm biếng nữa. Ủa, ai nói tôi giác? Có người giác giùm, hiểu không? Mắc mớ gì không ăn đầy đủ đồ để xài. Nè nè, làm gì mà sang dữ vậy? Đừng có nói với tôi á là mướn tiểu đồng theo hầu hạ nha. Phải hơn tiểu đồng chứ. Đã nói chồng của bà không phải dạng vừa đâu. Nè, bà ghi nhớ nha. Kỳ thi này về, bà Hảo không còn là bà Hảo ngày xưa nữa đâu. Thank you.
đất ơi, ngủ hoài ngủ hoài. Phải mà đi học như người ta là bữa nay cũng đi thi rồi. Cái gì đâu mà ngày nào tôi cũng phải đền bắp không thôi là đi đền khoai. Khổ quá mà. Mẹ 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 đừng lo, sắp rồi. Sắp cái gì hả? Bây giờ thôi, học chữ không vô, thôi làm ơn đi học giùm tôi cái nghề đi. Học nghề được là coi như có phước rồi đó, được không? Dạ, học thì học, nhưng mà mẹ cho con tiền đi học đi. Con chịu học nghề phải không? Học nghề nghe. Bây giờ con tính học nghề gì nói mẹ nghe. Thì để con đi vòng vòng coi có nghề gì vui không con học. Thôi được rồi, để mẹ tính cho. Bây giờ học nghề mộc đi. Hay không ấy học nghề rèn cũng được nữa. Đúng rồi đó, đây nè. Hả? Trời ơi, mẹ đưa cho con ít tiền nghe. Con qua con đóng đây. Đóng trước nhiều đây thôi nghe. Rồi á, nhắm mà học được mình đóng tiền tiếp nghe. Nghe. Nhưng mà tôi nói trước nghe, không có đi kiếm thằng Ba Hảo nghe. Gặp nó là nó dụ nhậu hết tiền, không có tiền đóng tiền học, nghe chưa? Con biết rồi. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Đóng tiền học đó. Con biết nhớ rồi. Nhớ đó. Nhớ rồi. Bà già có nghi không? Mẹ đệ có nghi hay không đệ không biết, nhưng mà mẹ đệ có dặn là gặp huynh ở đâu là phải tránh xa huynh ra. Đi. Người cô em chờ nó đi rồi, nó không có về đâu, lo lấy chồng đi. Chàng đi thiệt hả? Nói thiệt không nghe, hối không kịp à. Để lên kinh gặp chú huynh á. Có gì ta nhắn với lại chú huynh là có quý nương chờ ở quê nghe. Đừng có lo. Ta đi nghe. Không tin thì thôi. Đi. Trời ơi, cái thằng Ba Hảo kìa, cái mặt thấy ghét gặp hoài à. Đúng là ngu, mã tầm mã, trời xanh một cặp à. Cái thằng cha Ba Hảo đó, láo cá thấy mồ hà. Đi với thằng hớn khùng, con bà Tư chứ gì. Đúng rồi. Chị thấy không, bắt nhỏ giác thấy mồ luôn hà. Anh ba. Người ta nói ngu, mã tầm mã. Ý nói là tôi với huynh là trâu là ngựa đó hả? Đúng rồi. Hey, bậy, không phải. Ý là hai anh em mình giống nhau. Cùng hỏi cùng thuyền. Xét ra mình có duyên chứ bộ. Ta là Hảo, đệ là Hớn, hai anh em Hảo Hớn. Hay. Hảo Hớn. Hay. Mai mốt lên kinh á, nhất định tôi sẽ kiếm chu huynh cho Yến. Với lại tôi kiếm Bá Thiên nữa. Vậy anh ba. Đi. Bây giờ các thí sinh hãy nộp giấy ghi danh để chuẩn bị vào thi nha. Dạ học trò gửi. Được rồi, ngươi vào chỗ thi đi. Dạ. Người kế tiếp. Dạ của học trò. Vào đi. Dạ. Người kế tiếp của học trò. Dạ của học trò. Ủa, vào đi Ba Hảo. Dạ. Chà, câu bộ huynh cũng quyết tâm đeo đuổi nghiệp đèn sách này ha. Thi biết bao nhiêu lần rồi, chắc năm nay huynh là thí sinh lớn tuổi nhất của trường thi lần này á. Huynh cũng thua tôi có một niên chứ mấy. Tôi cũng lo quá, không biết kỳ này mà rớt nữa không biết lấy gì ăn đây. Huynh lo chứ gì, kỳ thi này tôi đậu là cái chắc. Sao huynh biết? Thôi thi cho tốt nghe. Rồi huynh sẽ thấy.
Chú Huynh, người vô chỗ thi đi. Chú Huynh, người kế tiếp. À, ta thấy người quen quen. À, lần này là lần thứ mười mấy rồi, sao mà không quen được. Nhưng mà mấy lần trước là xui thôi, thưa quan. Lần này tôi chắc chắn đậu. Lần này có gì đặc biệt mà ngươi chắc chắn đậu vậy? Cái đó là niềm tin quan à, niềm tin nằm ở đáy con tim. Vậy ngươi hãy cố gắng nghe. Thôi, chờ coi tên nha. Dạ, đa tạ quan. Chuẩn bị thi hả? Vậy dạ. Cứ yên tâm thi đi. Dạ dạ. Đừng chừa giấy trắng là được. Dạ. Mọi chuyện để ta lo cho. Dạ, đa tạ quan lớn. Quan lớn, nhà của hạ nhân á, có gửi lên cho quan lớn một nhỏ nhỏ. Không, cái đó không có nhỏ đâu, cái đó lớn lắm. Không không, tiền lớn lắm. Y ta nói cái chuyện này nói nhỏ nhỏ thôi, người ta nghe được là chết. Quên quên, hạ nhân quên. Nhận rồi. Cũng to lắm đó nha. To lắm. Cứ thi xong đi rồi nhậm chức. Dạo này phản tặc lộng hành lắm, ta cần vài người thân tín để phụ tá ta tiêu diệt phản tặc. Dạ, trầm sự nhờ quan lớn à. Chỉ cần vài niên là đủ vốn rồi. Vài niên là đủ vốn hả? Ừ. Hồi trước quan lớn ăn ừ. Dạ dạ dạ, không có. Nói nhỏ nhỏ. Còn cái vụ mà hỏi cưới con gái quan Tần á, người cứ tính đi rồi ta tiến hành cho. Hả? Dạ, cái đó quan lớn tính giùm luôn ha. Vậy hả? Dạ. Được rồi, để quan lo dạ. Cho ta sắp được làm quan, sắp được, sắp được làm rể. Chú Huynh cái hết rồi. Chú Huynh tính lấy vợ trên kinh thành hả? Vậy còn Yến ở dưới quê thì sao? Thằng khùng, ta lên ở đây mà còn bị mày ám nữa hả? Bám gì bám dài gì đĩa, ô đĩa dài sắp, cao nhọc, bị khung nữa. Đi ghét. Không đi theo à? Đó đó đó, cái chuyện nhấp nháp này nè. Muốn đi theo không? Không đi theo nó nghe chưa? Thằng Quang đó. Ông Quang đó, bộ huynh biết ổng hả? Hồi xưa nó là bạn đồng môn với ta, bây giờ nó làm quan, còn mình thì vẫn lẹt đẹt đi thi. Không sao đâu, sau này huynh thi đậu rồi huynh cũng sẽ làm quan thôi mà. Thằng đó nó có tiền mưu chức, chứ học dở như hạch, ai mà không biết nó. Đi đâu ạ? Hả? Đuổi theo chú huynh. Chi? Ông biết gì không? Tối hôm qua Bằng Thế Thiên đột nhập vô nhà quan phủ. Trời ơi, ghê vậy. Tụi nó lấy sạch, không chừa một cái gì. Mà tôi còn nghe người ta nói tay Bá Thiên đó xuất quỷ nhập thần, tên độc đao kiếm chém vô người rụng lả tả, nghe mà thấy ghê thiệt. Tay đó chắc là thần linh chứ không phải là người. Ừ, đúng hàng rồi. Chi dân càng ngày theo càng nhiều, triều đình thì ơi, càng quản giết. Hai ông có biết Bá Thiên ở đâu không? Chỉ giùm tôi một cái. Tôi bạn ổng, tôi đang kiếm ổng á. Nếu ông là bạn của Bá Thiên, chắc tôi cũng là em ruột của ông quá. Trời trời, tôi nói thiệt mà. Trời, tại chẳng qua ông bị đau kiếm chém không sao, là tại ông có Ê, bạn thấy đây kìa. Đó đó, cướp. Anh cướp bởi người ta. Anh cướp. Đúng rồi đúng rồi. Thấy thấy hiện kìa. Ơi ơi ơi, Thế Thiên, tôi nè. Ê đi. Ê tôi nè. Tôi đi đâu cái tiêu rồi? Nói bạn thân mà thấy có thân gì đâu. Cha xạo quá. Tôi nói thiệt mà. Hắn ta là người đã cho chủ soái Duy Ngọc đó. Hèn chi để nghe hắn kêu. Nhưng mà tại sao Như Ca không dừng lại? Bây giờ chủ soái muốn trả hắn Ngọc,
Nhưng mà nhờ có Ngọc, thanh thế của Thế Thiên bây giờ nổi như cồn. Ai cũng tưởng băng ta có trời độ. Con muốn trả cũng không phải là lúc này. Phải, bây giờ nghe chịu soái có bùa thiên, quan binh sẽ càng muốn giết. Hay là mình đừng nói với chịu soái, mình hãy đi gặp hắn. Chịu soái. Chịu soái, sao rồi, ngoài thành có gì mới không? Dạ thưa chịu soái, sau đợt truy đuổi thất bại, quan binh có vẻ đang án binh bất động. Nhưng mà nghe râm ran thiên hạ đồn chịu soái có phép thần thông, đi mây về gió, đau thương bất nhập, cho nên là người dân ké sợ người mừng, cùng quan binh xôn xao lo lắng. Được lắm, ta phải thừa thắng tranh thủ đánh quả cho triều đình lẫn dân chúng biết Thế Thiên không hề hấn gì, mà còn khuếch trương sau vụ đó. Còn cái cát trên tay chủ soái là tráp này chứa mạng ta, ai lấy được tráp có ngọc coi như là lấy được mạng của Bá Thiên này, dẹp tan Thế Thiên. Cho nên ta phải chạy trốn, và ta kiếm ngôi linh từ bí hiểm, nơi núi non hiểm trở, tuốt trong miền trong cất giấu. Hai đệ giúp giùm ta tung tin này ra ngoài. Ủa chủ soái, sao lúc đó quan binh sẽ lò mò theo cái tráp, ta tha hồ tung hoành gây đất kinh thành này. Chủ soái đúng là anh minh. Ôi, mấy ổng ăn bận đai nịch đồ oai lắm. Xoẹt 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 nữa, nhanh lắm, dèo một cái là lụm sạch tiền luôn. Ghê không? Chú mày có bị lột sạch không? Không, tôi có gì đâu lột, tôi lột là lột cái ông kia kìa. Mà nhanh lắm, coi vậy chứ mấy ổng nhanh lắm. Bây giờ tôi muốn biết xào huyệt của mấy ổng ở đâu để tôi tới. Tới làm chi? Thấy băng đảng đó là coi chừng chết với tụi nó đó. Trời ơi, mắc gì chết, có Bá Thiên là bạn của tôi mà. Không dẫn chơi đâu, bạn của tôi á nha. Nhưng mà tôi thấy mấy ổng giỏi quá à. Không biết tôi có được giỏi như mấy ổng không ta? Được chứ. Có gì đâu khó, muốn làm là được hết à. Nhưng mà giờ trước mắt cứ vui vẻ đi. Nhanh lắm, xíu xuất quỷ nhập thần luôn, biến mất tiêu. Nhanh rồi con, trời ơi ba má ơi con đậu rồi, ba má ơi con đậu rồi, cảm ơn trời Phật, cảm ơn trời Phật, con đậu rồi ba má ơi, cảm ơn trời Phật, cảm ơn trời Phật. Tự nhiên lại tu, trời ơi tôi chết, con đậu mà mừng thấy ghê không? Rớt nữa rồi. Sống trên đời làm cái gì nữa? Thôi, làm gì dữ vậy? Trời ơi, thi một lần không đậu thì không, chứ có gì đâu. Tôi nè, còn tôi á, tôi thi 11 lần không đậu, tôi ra làm lính luôn nè. Trời ơi, thôi đi. Năm nay không đậu, năm sau đậu. Năm sau mình thi. Làm quá lên vậy. Tôi không biết mẹ, đợi mẹ đi. Mẹ tôi sao nữa? Thôi đứng lên đi. Thi sao rồi Hảo huynh? Nghe là tôi. Thôi nha, huynh đừng có giả bộ làm cái mặt buồn để lừa tôi nha, tôi không có khờ đâu á. Trời được rồi. Thôi để tôi vô tôi coi kỹ lại coi. Thôi khỏi. Thiên lôi thiên tướng, lại thêm cái lão phú ông nữa. Hết muốn gì làm. Đúng rồi, về quê là dân làng cười chết luôn á. Mà huynh thi quá trời lần rồi mà không đậu, về người ta cười cho thúi đầu luôn á. Mà từ ngày đi không gặp được Bá Thiên á, buồn ghê luôn á. Nhưng mà phải về báo cho Yến biết, là dặn kêu chú huynh về, không cho chú huynh lấy vợ. Lo cái thân mình trước đi. Kỳ này về nha, tôi tập làm giặc từ từ, còn huynh thi gớt rồi huynh tính làm gì? Chú Quán, cho bình trà đi. Rồi, có liền. Đúng là xuất quỷ nhập thần luôn. Mới hôm dọn sạch vòng vàng nhà mấy tay bá hộ, rồi cái sáng dân nghèo thức dậy thấy gạo chất bao bao đầy nhà luôn. Đúng là liều. Chủ soái Bá Thiên đúng là thần mà. Đào kiếm chém mà ông không chết. Ông có viên ngọc cất trong cái tráp, ông tính đem cái tráp cất trong ngôi linh tự ở tuốt miền trong. Mất đi coi như là mất mạng. Anh ạ, ông bạn ơi, cho hỏi thăm cái. Sao?
chuyện cái tráp giấu ngọc á, sao không biết vậy? Tôi có thằng em nấu cơm cho trại Bá Thiên, nghe mấy thằng lính trong trại nói chuyện với nhau, mà ông đừng có nói tùm lum nha, không thì quan binh biết đường bắt ông tội. À, biết rồi, tôi không có nói tùm lum đâu. Ngon quá. Phải tìm cho ra cái tráp. Mà cái tráp ở đâu? Ở trong ngôi linh tự chứ ở đâu? Ta quá thông minh đi. Ủa, mà ở trong miền trong á, quá trời ngôi linh tự luôn, biết ngôi linh tự nào mà tìm? Vì bóng quán đình chùa thì con thấy nhiều lắm, mà linh thiêng á, con nghĩ chắc không có nhiều đâu. Sợ quan nhập công đường xá xa xôi thôi hả? Phải chi mà thằng Chu á, thằng Chu nó vô sớm thì đỡ biết mấy. Thôi đành à, đích thân ta đi vậy. Chuẩn bị hành trang, ta sẽ thân chinh một chi. Dạ. Trời ơi. Ôi về chưa? Lâu quá, trời ơi chưa? Lâu quá vậy biết nữa chưa? Sao lâu quá vậy? Ừ, không biết về chưa nữa. Ôi, về chưa? Về chưa? Chưa, không biết ai đậu gì ta. Nữa. Rốt cuộc rồi á, dù cho lão phu ông có giấu á thì tin tức này cũng lòi ra. Không biết Ngọc Hoàng chấm nổi giận là ai, chứ con tôi là khó đó bà. Ông Thiên Lôi nói ai học giỏi là mới được à nghe. Số nhà mình á chắc khó cãi à, học á thì mới được bữa cái, còn đi làm kiếm ăn nữa. Trời, biết đâu được bà. Trời thấy khổ quá, trời thương sao? Ờ mà không có ngờ có ngày cái làng của mình cũng đón được tân khoa hả bà ha. Có khi nào thằng Ba Hảo thiệt không bà? Chắc là vậy quá. Có phải không? Ê, 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 có người về rồi kìa. Gì nó về rồi kìa? Có người về rồi kìa. Con. Ơ, con. Thi sao rồi con? Quá bà. Con sao? Con mừng nói cho cha nghe coi. Thi cử sao? Ở bà làng mình vậy, làng mình có ai đậu không? Dạ không ai đậu hết. Trời ơi, ông Thiên Lôi nó trật lất lất nữa rồi. Rồi, con về bà ơi. Về tới kìa, về tới kìa. Vô biểu. Qua đây. Yến. Ủa, con, Ba Hảo. Thấy vợ mà đi đâu vậy? Thi cử sao rồi? Xui thôi. Xui? Suốt ngày xui. Quan lớn mời đi về. Đi về. Lẹ. Ta có nhắn lời của Yến cho Chu Huynh nghe rồi đó. Yến phải kêu Chu Huynh về đi. Thằng dạ. Quỷ. Thằng dạ. Quỷ dạ. Bỏ mà. Nhà đi nè. Cãi mẹ nè. Cãi mẹ nè. Mẹ. Mẹ không biết gì hết á. Con đi một đàn học biết bao nhiêu là sàn khôn, mẹ không hiểu đâu. Học cái gì? Phải kêu Chu Huynh về là sao? Thì Chu Huynh sắp làm quan ở trên kinh rồi. Mà còn nghe đâu là chuẩn bị lấy con của quan án nữa. Nói xạo? Người đặt chuyện hả? Không, tôi không có nói xạo. Nhưng mà nếu Chu Huynh không cưới Yến á thì tôi cưới cho. Tại Yến hết á. Tiểu thơ, tiểu thơ. Quy nương. Cái thằng khùng. Mày điên hả? Mày về nhà mày chết mày vậy tao. Đi về. Đâu rồi? Thằng Hớn đâu? Cãi mẹ. Bỏ nhà đi. Đau, con mẹ đau con quá. Bỏ nhà đi hả? Nói không có nghe. Một thằng khùng với một thằng cà trớn đi với nhau hà. Hạp quá hả? Con học được biết là bao nhiêu? Học cái gì? Tôi nói nghe, từ mai trở đi ở nhà không có đi đâu hết á. Chăn trâu cho ông Bá Hộ nghe, tôi xin rồi. Làm ơn làm phước chăn trâu kỹ giùm tôi, để mà sống mất trâu của người ta đó là bán cái thân già này không đủ tiền đền, nghe chưa? Thôi con chăn trâu đâu, con muốn làm giặt à. Cái gì nữa? Con muốn làm ăn cướp hả? Con lên kinh thành thấy Băng Thế Thiên rồi, con muốn làm băng cướp giống vậy á. Gặp Băng Thế Thiên rồi? Dạ, gặp ơi. Nó có trả về ngọc cho mày không? Không biết có phải là Bá Hiên không nữa. Nhưng mà thấy là cướp của người giàu chia cho người nghèo á. Dân chúng người ta thích lắm á, người ta vỗ tay gần luôn á. Vỗ tay cái gì? Bộ con tưởng lập băng cướp là dễ lắm hả? Mẹ nói con nghe nè, bây giờ làm cái gì cũng phải có tiền. Bây giờ con muốn làm thủ lĩnh một băng cướp con cũng phải có tiền. Để làm chi? Mua áo giáp, binh khí, quân lương cho lính của mình.
cái gì cũng phải có tiền. Bây giờ con không có một cắc lận lưng, nói ai nghe hả? Mẹ nói cũng đúng á. Vậy vậy bây giờ con không có gì được hả mẹ? Thì bây giờ á, con đi vòng vòng ha, rồi cái con thấy ai mà làm cái gì được, người ta thích cái gì, người ta chuộng cái gì, cái con học cái nghề đó. Con học được cái nghề đó, cái mình về mình làm, thấy không? Vậy 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 con đi vòng vòng để con người ta thích cái gì ha. Ừ. Rồi học nghề nghe không? Ừ, con biết rồi. Đi nữa hả? Ủa tôi bàn cho nó đi nữa hả trời? Sao? Coi coi mấy con xuất sắc nó nói cái gì? Nó nói là làm ăn lớn hay là làm quan lớn? Nín! Nín cái gì mà nín? Ông á, kiếm chuyện gì mà làm đi. Đàn ông phải biết tự kiếm miếng ăn lo cho bản thân mình chứ. Đàn ông thì sức dài dai rộng mà làm biếng như quỷ. Bà! Bà cái gì? Hay là ông muốn tôi dẫn con bỏ đi biệt xứ luôn cho ông hài lòng hả? Tôi nói cho ông biết, từ đây tới sáng mai mà ông không nghĩ ra được cái việc gì để làm á, thì ông đi luôn đi, đừng có về nữa. Vợ với con biết coi thường mình ra mặt. À, anh ba, anh ba ơi. Cái gì? Là đệ nè. Anh ba, đệ biết rồi. Muốn làm giặt là mình phải có tiền á. Không mấy, mình đi kiếm gì mình học nha. Nha. Ba hảo này có làm thì làm cha thiên hạ kìa, hà cớ gì phải học. Đệ thấy á, làm thầy cũng có tiền á. Họ không mấy huynh làm đi. Để chị ba chị đừng có chửi huynh nữa. Từ từ, thủng thẳng đã. Con để học, để học gì cho được ta? Bà con hàng xóm ơi. Chuyện gì âm sầm như mày sao? Cứu người. Anh ba ơi. Chuyện gì? Cứu dùng với. Con vợ thằng Năm nó đẻ, mà nó đẻ không có ra, đi kiếm thầy lang cũng không có luôn nữa. Đệ có muốn theo huynh coi huynh làm thầy không? Muốn, thích lắm luôn á. Không thể nào, không thể nào như vậy được. Kỳ lạ gì. Nghĩ không ra luôn. Ông ơi ông, ông ngồi xuống nghỉ chút đi ông. Sáng giờ ông đi mấy vòng rồi đó ông. Không thể nào như vậy được. Cái lão thiên lôi đó còn nói rõ ràng nữa mà, còn đưa cái linh vị đó cho cha nữa mà. Không lẽ ông lộn người? Trời ơi, tưởng đâu nãy giờ cha lo cho con, ai mà ngờ cha lo chuyện thiên hạ không à. Cha đã nói trước rồi, ai biểu cắm đầu vô. Bây giờ biết tính sao đây? Làm cao cho lắm vô. Thôi, từ từ coi nó có về không. Vậy chứ cái người mạng lớn đó là ai ta? Ráng lên em, ráng lên em. Ráng chút xíu nữa thôi. Trời ơi, nó đau dữ lắm á. Là đau lắm á bà ơi. Muốn chết luôn. Trời, nghe nó kêu đau mà mình sốt ruột luôn á. Nghe nó là đau. Trời ơi, cái ông Sáu này kêu ông đi rước bà đỡ đi. Không biết chừng nào mới tới nữa. Đi rước thì bà còn hay hơn nữa. Đây khó, khó đẻ quá. Kêu mà nghe sốt luôn. Ba ơi, thầy ba. Ê, thấy cái vụ này cái bộ không ổn rồi. Không ấy đi về anh ba ơi. Khó đẻ kiểu này không biết làm sao. Làm quả chết người như chơi. Ở đây ai có kẹo? Kẹo gì? Làm gì mà có kẹo? Chi làm gì? Từ từ sẽ biết. Nhìn đi, ông hãy nhìn cái kẹo này đi. Ông đừng nghĩ nó tầm thường nha. Nó lợi hại lắm đó. Hãy coi đây. Anh ba, anh làm gì với cục kẹo vậy? Lát rồi sẽ biết. Ai đâu mà làm kỳ cục vậy? Tôi đâu có biết. Trời. Ủa anh ba, anh lấy kẹo chi vậy anh ba? Coi đi rồi biết. Ổng á,
Cô tí của Tèo ơi, ghe mè kẹo sững ngon lắm nè con ơi. Ra đây ăn đi con ơi, đừng ở trong đó hoài con ơi. Ở bên này bên dưới bên nằng ơi. Cô tí của Tèo, cô gì cũng được, ở đây ăn con ơi, đừng ở trong đó hoài con ơi. Mau ra đi con ơi. Không ra ăn con ăn hết đấy chịu à. Nhầm 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 ơm. Ơm nhầm 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 nhầm. Ơm nhầm 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 nhầm. Ơm nhầm nhầm nhầm. Ồ nhầm 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 ờ âm nhầm 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 ờ ờ bên nằm bên đi mới nằng ơi cô tí của tèo ơi ra đi con ơi nhỏ lên nhầm nhầm ờ nhầm 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 ờ nhầm nhầm ờ âm nhầm nhầm ờ kẹo ngon quá à ờ âm nhầm 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 ờ vợ ông đẻ kìa ờ trời ơi vợ đẻ rồi thấy lợi hại của cái kẹo này chưa. Anh ta hay quá, chắc phải làm cái lễ ra tạ bà thôi. Gì? Lễ tạ bà gì? Ai nói đứa nhỏ này bị bà quở? Ông Từ mới về làng mình. Ông mới vừa làm cái lễ cúng cho làng. Ông nói làng mình bị ma ám, âm khí rất là nặng, nên vợ tôi mới sinh con khó như vậy nè. Chứ mấy đứa trước á, vợ tôi đẻ cái một à. Có chuyện này nữa hả? Đi đi đi. Ê. Hết hồn. Tôi mới vừa cúng giải hạn trừ tà. Dạ. Cầu thần quan phù hộ cho làng mình. Dạ. Và cả hai người nữa. Hai người cứ yên tâm mà về đi. Dạ. À nhưng mà nè, mày mốt á có cần khấn giấy gì nhớ kêu tôi nghe. Dạ. Dạ. Đợi ơn thầy. Thôi. Dạ chào thầy. Dạ. Đi về bà. Không lẽ nào nếu không phải là thằng Ba Hảo thì ai vô đây? Làng mình đâu có còn ai nữa. Có chuyện gì mà thấy ông phân vân quá vậy à? Thì hôm bữa Thiên Lôi báo mộng cho tôi biết đó. Ông nói á, Ba Hảo kỳ này á đậu chắc luôn. Mà vậy tại sao nó rớt? Ba Hảo? Ừ. Tên nguyên quen ta. Thì cái thằng ngông 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 đá cá lăn dưa. Thi lần nào là rớt lần đó đó. Ủa, ông quen Ba Hảo hả? Nào đâu có quen. Thì nghe cái tên ngỡ ngỡ vậy thôi, chứ tôi không có quen ai Ba Hảo hết á. Tôi cũng đang thắc mắc nè. Không lẽ ông Thiên Lôi ông báo lộn? Mà ông là Thiên Lôi mà ông báo lộn, vậy mai mốt ông đánh ai sao mà trúng? Giống như bữa nè, ông nói là cái xóm cái làng mình nè có âm khí nặng á. Nếu mà đúng thiệt đó nghe. Trời ơi, nói xong nổi da gà hết trơn nè. Nó lây xuống cây gậy luôn nè. Thế ghê quá. Thì cũng có thể. Nhưng mà theo như ông nói á, Thiên Lôi có đánh á cũng đâu nói tên ai, cho nên cũng không thể là Ba Hảo được. Đúng rồi, Thiên Lôi nói ông đánh mà ông nói tên ai, người đó né hay sao? Dạ, nhưng mà bây giờ nói về số mạng á, bây giờ mình coi số mạng, mình phải xét về tình hình đường dài, chứ đâu phải ngày một ngày hai. Ừ, ông ở lại ngủ khỏe nha, tôi về. Không tiện nha. Quên ơi quên, để thấy cái ông này nhìn quen quen, giống giống như là bạn đồng môn của huynh hay sao á. Tưởng ai xa lạ chứ. Có mối làm ăn rồi. Hả? Mối làm ăn hả? Ừ. Muốn biết thì cứ ở đây tới khuya đi sẽ biết. Trời ơi, ai nhớ trời ơi. Trời ơi, tiếng gì hú ghê quá. Lạnh quá. Người ta nổi da gà trơn rồi. Cúng tạ lễ xong cũng bằng ngày. Đêm hôm vậy cúng lỡ gặp ba sao trời. Ông không nghe ông Từ nói hả? Cúng nửa đêm mới linh.
Cũng xong tuổi ông giọt liền. Đây lại. Lẹ mày ơi. Dạ, con tới đây để thắp nhang cúng ông chứ con không có làm gì hết. Mày thắp nhang mày rung vậy biết chừng nào mày xong. Từ từ đi ông ơi, rung quá. Lẹ lên. Dạ ông ơi, con cứ tạ lễ ông. Chạy lên. Anh ba, hồi nãy giờ sao tôi cứ nghe người ta nói gì mọc ốc nổi da gà? Chuyện đó là sao vậy? Tôi học được không? Hồi nào giờ tôi không biết gùng mình. Ủa mà anh ba, anh đang làm gì vậy? Thì tại chú mày hỏi nên anh mới rùng mình cho chú mày thấy đó. Hả? Ủa, gùng mình là vậy hả? Tôi không biết làm, không mấy anh dạy cho tôi đi. Tôi thấy cái này coi bộ cũng có ăn à nghe. Muốn biết hả? Ờ. Giờ chú mày chạy vô đó gom hết mớ đồ cúng với tiền ra đây, đảm bảo biết rùng mình liền à. Dám không? Mắc mớ gì không dám. Nè, trùm này vô đâu? Ủa, chi vậy? Ờ, thì lỡ ma quỷ trong đó nó thấy nó không biết là ai, nó không có bắt hồn mình, hiểu không? Trùm trùm cái này á hả? Thôi. Tôi vô á. Ờ, vô đi. Ừ. Khoan. Hả? Nhớ vô trong đó rồi ra đây nhanh nha. Sao vậy? Chớ đèn mình buồn. Ờ, để biết rồi. Ừ, nhớ nha. Ừ. Hôm nay đồ cúng nhiều quá. Công nhận về cái đình này dễ kiếm ăn thiệt. À chị ta, tính thần hay ma quỷ vậy trời? Ai đó? Ai đó? Người là ai mà dám lộng hành ở đây? Ta là Hấn. Còn ngươi là ai? Ta là linh thần chốn này. Ai cho phép ngươi gom đồ cúng đi đâu vậy hả? Thì sư phụ của ta cho phép gom. Ngươi là linh thần hả? Chỗ cái đình này tại sao ngươi dám vô trong đây hả? À, thì ra ngươi là yêu quái phương xa tới đây lộng hành đúng không? Ai cho phép ngươi dám đến đình thần làm loạn hả? Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Hãy xem đây. Ta không phải ma quỷ. Vô đây làm loạn nè. Ta là ông Tư nè. Vô đây làm loạn nè. Chết chưa? Ta là ông Tư. Cái gì vậy? Gì vậy? Ông này là ma quỷ đó anh ba. Bạn học cũ đi mà tưởng ai xa lạ chứ. Mô Phật. Thôi mà, chỗ bạn bè không à, giả bộ một chi vậy? Trang nam tử đây là đệ của ta đó. Ủa, nói vậy cũng đâu có phải là người xa lạ gì đâu, mà là bạn của anh ba hả? Bạn học cũ. Ôi, vậy không được đâu. Vậy cái này phải trả lại cho đình rồi anh ơi. Không có lấy được đâu. Tụi mình cùng là phận đi thi rớt với nhau. Cực chẳng đã mới phải đi dối trên gạt dưới, đi lừa gạt thần linh như vậy. Làm ơn bỏ qua cho tôi nha. Cụ ba tính bao nhiêu á, tôi gom tôi đưa huynh hết. Ba hảo này coi vậy chứ dễ lắm. Cho là lấy à, để huynh khỏi ái nái. Vậy nha, từ nay huynh đệ mình ăn đồng chia đủ nha. Cầm lấy. Tiền ở đâu ra nhiều vậy? Trời ơi, rộn đi đâu cả đêm làm mấy thứ này về nữa. Nè, bà đừng có lớn lối với tôi vậy nha. Tôi nhận dạy học trò, từ nay bổng lộc nhiều lắm, khỏi lo. Chứ, dạy học trò chứ không phải dạy đỡ đẻ bằng kẹo hả? Tôi nói cho ông biết nha, có ngày chết người như chơi đó nha. Xin lỗi bà, tôi đi một vòng là đã được nhiêu đây rồi đó nha, tại tôi không muốn thôi.
Tôi mà muốn làm giàu thì không có ai giàu bằng ba Hảo này đâu. Bà hiểu không? Mệt quá. Vô đánh giấc đi, nói chuyện với bà mệt. Mới kiếm được có chút đỉnh tiền mày đặt lớn lối. Trời ơi, sao tiền này nghe cái mùi nhang vậy trời? Mấy cái này nó lấy ở đâu ra vậy ta? Hận, Hận à, dậy. Gì vậy mẹ? Dậy nghe hỏi nè. Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa được không? Ngồi dậy. Hồi khuya đó, nói với tôi là đi học nghề. Dạ. Học cái gì mà tới tờ mờ sáng mới về là sao? Rồi về rồi đem mấy cái thứ kia về nữa. Nè đừng có nói đi học nghề năm ngón nghe. Là làm gì có. Con học cái nghề mà mọi người nói là mẹ biểu con học á. Mọi người nói gì? Mẹ biểu gì? Học gùng mình. Con đang học gùng mình. Cái gì? Thì mọi người ai cũng nói là đi đâu con cũng nghe họ nói là gùng mình nè, mà mọc ốc nè, nói da gà nè. Nhưng mà con không biết mấy cái đó. Mẹ, mà mẹ cho con tiền đi học cùng mình đi. Chắc tao chết với mày quá hơn. Thiệt tình luôn à. Mẹ đừng có lo. Mà mới vô học mà con đem đồ đi về được quá trời luôn. Để nay mai hả? Tha hồ dư tiền nuôi mẹ. Hơn, bây giờ vậy. Mẹ cho con tiền đi học cái nghề đàng hoàng. Thí dụ như là đóng tủ, đóng giường hay đóng guốc gì cũng được. Hay rèn dao, rèn búa gì cũng được. Nghe. Trời ơi, chứ ai mà đi học rùng mình. Thôi, mẹ đừng có lo. Mẹ miễn sao con có nghề, con có tiền về đưa mẹ là được rồi. Hành nghề rùng mình rồi đem tiền về cho mẹ. Má ơi, tao nổi óc với mẹ luôn á Hơn. Trời ơi. Ông ăn cắp trái cây để làm cái gì vậy ta? Dạ, xin gửi ba Hảo huynh. Người ta có câu rừng nào cọp nấy. Tại vì do đệ không biết, cho nên mới tới địa bàn của huynh làm ẩu. Nay đệ biết rồi, đệ không dám, đệ xin cứu từ. Ây, đã thỏa thuận rồi mà. Tôi có nói cái gì đâu, chú cứ ở. Dạ, không biết thì thôi. Chưa biết rồi mà vẫn ở, lạnh gái lắm huynh. Thôi, để cứu sư huynh, để kiếm địa bàn khác mà làm ăn cho nó lành. Cái này là chú muốn đó nha. Thôi, để xin cứu biệt sư huynh tại đây. Mong là có ngày gặp lại. Ngộ thiệt. Cái thằng này nó làm cái gì mà tới ông Từ cũng phải sợ nó. Không lẽ cái người mà ông Thiên Lôi nói đúng là nó? Nếu đúng thì tại sao nó lại thi rớt? Như vậy cái nghiệp lớn nó là cái gì? Ông Từ nói gì với ông vậy? Đồ ăn ở trọng đó, đem chia cho mấy đứa nhỏ đi. Ê, mà ông làm gì mà ông Từ phải dâng đồ cho ông vậy? Lạng hoạn, thánh thần quở chết đó. Bà nói tôi vậy hả? Chứ nói làm sao?
kiếm công ăn chuyện làm gì cho nó đàng hoàng. Để mà làm. Nè, tiền nè, kiếm cái chuyện gì á để mà học. Học mộc, học nhuộm, học cái gì cũng được, miễn có nghề là được. Nè, tôi đường đường là chính nhân quân tử mà bà kêu tôi học thợ. Đời tôi toàn là vì bà đó. Ờ, đời tôi lên á là cũng nhờ ông đó. Mà lên bàn thờ ngồi á, biết chưa? Tự mà lo liệu cái bản thân đi. Tôi đi tìm mấy đứa nhỏ. Cản tài người ta hoài à. Mày làm hết thôi mày. Ông làm cái gì vậy? Cái gì? Ê, ông Từ ông nói cái gì với mày vậy? Hả? Ông bấm độn, thấy chỗ này phong thủy không có hạ nên kêu Từ đi nơi khác. Mà ông không có dám nói với làng. Hả? Sợ động tới ma quỷ thánh thần nó phá làng. Hả? Ghê vậy. Không lẽ cái miếu làng mình linh dữ vậy hả? Linh lắm. Ê Hảo, mày có cách nào để mày trấn yểm nó lại không? Ông làm đi, ông trưởng làng mà. Thôi mày ơi, giỡn hoài. Trời ơi, tự nhiên ban đêm ban hôm cái mày kêu tao ra ngoài đó, lỡ gặp ma cái tao nằm chầm bẹp luôn á. Nè, tôi nói ông nghe. Ma quỷ thánh thần có chuyện gì chỉ truyền đạt lại cho một mình trưởng làng là ông đó. Truyền cái gì bất nhân vậy? Cho nên là ông phải ra. Tao diệt nghe. Là gì? Nói chuyện với mình trưởng làng là ông đó, ông phải ra nghe chưa? Anh ba. Gì vậy? Tôi nói với mẹ của tôi là cho tôi đi học cùng mình á. Cái mẹ tôi chửi tôi quá trời luôn á. Ủa sao kỳ vậy ta? Tôi thấy học cái đó cũng vui mà. Đúng rồi. Nam nhi chi chí, đã quyết cái gì là phải làm tới nơi tới chốn, hiểu không? Giờ đình miễu ngoài đó không ai coi hết, thành ra giờ bỏ quan rồi. Khuya nay để đi ra ngoài đó đi, đảm bảo không giận tóc gái, không lấy tiền. Đã quá à. Tôi sắp được giận tóc gái rồi. Thích quá. Khuya nay á, mày cứ ra ngoài đó xếp bằng cho anh. Mày sẽ biết thế nào là rùng mình. Kỳ vậy ta. Sao anh ba anh kêu mình ra đây, ngồi ở đây rồi anh ra anh dạy cho mình học cùng mình, mà sao giờ này anh chưa có tới nữa kìa. Nửa đêm nửa hôm rồi chứ ít gì nữa, buồn ngủ muốn chết luôn à. Buồn ngủ quá. Phải công nhận thằng này nó cũng gan thiệt ta. Một lát mình trùm cái miếng vải trắng này lên, mình đứng trước mặt nó, hù nó một cái là nó té xỉu liền, chứ đừng nói chi tới rùng mình. Lát phụ ông tới cho ổng một phen hú dí chơi. Cái này gọi là nhất cử lưỡng tiện nè. Trời đất ơi, mỗi lần hiện ra là thấy thằng Nguyễn nhỏ này à. Nó ngồi đây rồi lãng vãng trong đình hoài vậy trời. Rùng mình mà mày không biết hả con? Ông sẽ cho mày biết thế nào là rùng mình nè. Ê ma. Trời ơi ma, mày lại hả? Ngươi lại, mày thấy ghê vậy? Ông là Thank you.
Không lẽ cái người mà bố ông nói là đây sao ta? Người ta đang ngủ mà cái gì cứ sột soạt hoài vậy kìa. Kỳ vậy kìa. Rõ ràng là mình nghe có tiếng ai nói chuyện mà. Hồi nãy hình như mình nghe ai nói chuyện ở đây nè. Để kiếm coi. Để kiếm coi. Hả? Ủa đâu có ai đâu ta. Ôi, chết. Tôi làm ngã ông nữa rồi. Tôi xin lỗi nha. Tôi không có cố ý đâu. Để tôi đỡ ông dậy. Tôi trả ông lại vị trí cũ rồi đó. À, ông đừng có quở tôi nha. Anh ba làm cái gì mà giờ chưa tới ta? Trễ dữ lắm rồi. Nhưng mà anh kêu mình ngồi đi chờ thì mình cứ chờ thôi. Anh làm cái gì mà lâu dữ thần. Ma! Ma! Ngươi là ma cỏ phường nào dám tới đây làm loạn hả? Dám đến đình thần làm loạn đúng không? Ta sẽ cho ngươi chết. Dám tới đình thần làm loạn nè. Làm loạn nè. Dám cái mà dám làm loạn hả? Ê, ngồi dậy chơi chút xíu nữa coi. Ê, mà có gì yếu xìu. Trời thấy cũng sắp sáng rồi. Thôi đi về. Cho ngươi biết mặt. Tôi về nha ông thần. Sao nó ớn lạnh ngang vậy trời? Cái thằng quỷ Ba Hảo này nó nói sao? Đêm hôm kêu khắc, tự nhiên kêu mình ra đây chia sẻ với thần linh. Thần nào mà truyền lệnh giờ này? Đêm hôm kêu khắc rồi, để cho thần linh ngủ chứ. Vô xin phép thần linh cái coi. Sao con ớn lạnh hoài à thần? Dạ thần ơi, con biết là giờ này khuya lắm, thần đang yên giấc. Giờ này chỉ có quỷ ma nó thức thôi chứ thần. Thần đang ngủ phải không thần? Con nghe lời Ba Hảo ra đây mà con không dám làm phiền thần. Thôi thần yên giấc nghe. Con gì à? Dạ cảm ơn thần. À, ma! Thần ơi, trong đình thần có ma. Dạ, ma mà mang guốc nữa. Con về thần ơi. Lỡ từ đây về tới nhà chắc con chết quá. Thằng này sao nó mạnh dữ vậy trời. Quăng một cái quá mạng.
Ba Hảo ơi, ba Hảo, ba Hảo ơi, em có trong này không? Ba Hảo, tôi nè. Trời ơi, ma, má người ta ma cũng từ giấy giờ này có ma trời. Ma đâu? Bà khùng hả? Tôi nè. Thấy tôi giống như thấy ma vậy bà? Trời ơi, trời ơi, ông làm cái gì mà ông trùm đầu trùm cổ thấy ghê vậy? Ây da, đau quá. Trời đất ơi, ông bị cái gì vậy? Ây da, à, trời ơi. Ây da. Nửa đêm nửa hôm ra đây ngồi trùm đầu ở đây chi vậy? Ông trùm cái khăn trắng lên đầu chi thấy ghê vậy? Nó đâu rồi? Cái gì vậy? Nó nào? Thằng Hớn. Thằng Hớn? Tự nhiên hỏi tôi, bộ tôi giữ nó làm sao hỏi? Nè, mà có chuyện gì vậy? Thằng Hớn nó nói nó không có biết rùng mình, cho nên tôi mới dụ nó. Đêm hôm tôi dụ nó ra đình, rồi tôi giả làm con ma nè. Tôi quấn cái tấm vải trắng này lên, tôi tính hù cho nó sợ để nó biết rùng mình. Mà không những nó không biết rùng mình, mà nó còn ôm tôi quăng vô cái cột. Xỉu nãy giờ mới tỉnh. Trời đất ơi, lớn già cái đầu mà chơi ngu ơi là ngu. Trời thôi, Không phải ngu chứ lại gì. Chơi mấy cái trò con nít chùm cái đầu vô như vậy để cho nó liền vô cây cột, rồi văng ra nằm chùm bẹp ở đây như vậy đó. Chưa chết đó là hên á. Ây da. Thôi đi về. Mà bà đi đâu đây? Thì ở nhà. Tới nửa đêm nửa hôm chờ ông, không thấy ông về thì phải đi kiếm ông chứ. Đi về đi, khuya rồi. Khoan, cái gì nữa? Nhớ về đừng cho ai biết, đặc biệt là thằng Hớn. Con ma là tôi nha ông. Sĩ diện, suốt ngày sĩ diện. Này sĩ diện gì? Biết rồi, thôi đi về. Thằng Hớn, mình không làm cái tượng nhúc nhích được, vậy mà nó rinh cái một à? Không lẽ người Thiên Lôi nói là nó? Dạ, dạ bẩm ông. Chuyện gì? Dạ, tôi qua tôi hỏi thăm ông cái chuyện mà xin cho thằng Hớn nó chăn trâu á ông. Không có đâu. Nhà này người ăn kẻ ở đầy ra rồi, ở đâu mà cho nó? Được rồi, tôi đồng ý. Về kia nó qua làm liền đi. Ờ, dạ đội ơn ông. Dạ nếu mà nó có sai quấy cái gì á, ông cứ chỉ dạy cho nó khôn ra. Dạ đội ơn ông. Dạ cảm ơn cô. Dạ chào ông, chào cô. Ừ. Dạ. Cha, sao cha cho thằng khùng đó làm? Ừ? Cha có biết là hả, nó đèo con như đĩa đói không? Con sợ muốn chết à. Nó khùng nhưng mà nó khỏe như trâu đó con. Nó không sợ ma sợ quỷ gì hết trơn. Nhưng mà con sợ nó. Nó làm cho mình là nhà mình có lợi đó con. Thôi con không học cái nghề đó đâu, con muốn học rùng mình à. Trời đất ơi, rùng mình ai mà không biết. Với lại rùng mình nó không có ra tiền. Nhưng mà anh ba nói với con á, muốn làm chủ soái của thiên hạ là phải biết rùng mình. Mà thiên hạ ai cũng biết rùng mình hết, có mình con là không biết rùng mình à. Trời ơi mày ngu quá. Rùng mình tức là cái người mà gan dạ lắm, gan lì lắm mới không rùng mình. Như vậy là con gan lì rồi, hiểu không? Bây giờ mẹ nói con nghe nè, đi chăn trâu đi. Giờ có tiền mà đi vô đi ra nhà người ta, thấy con gái người ta vui ha. Nhưng mà con phải biết rùng mình. Trời ơi là trời. Bây giờ mày nhất định phải học rùng mình đúng không? Phải học rùng mình. Rồi đi học rùng mình xong, biết rùng mình rồi là chịu đi làm hen. Rồi đi học rùng mình đi. Vậy là mẹ cho con học rùng mình rồi nha. Đi học đi. Cảm ơn mẹ. Được học rùng mình rồi. Tôi rùng mình với nó luôn á. Kỳ vậy ta. Rõ ràng là tối qua mình đụng pho tượng không có nhúc nhích, vậy mà sao thằng Hớn làm ngã rồi nó dựng lên cái ngon hơi vậy trời. Thằng này nó có cái sức mạnh kỳ lạ quá. Tối hôm qua nó quăng mình một cái, tới bây giờ toàn thân còn ê ẩm. Không lẽ người Thiên Lôi nói là nó sao? Không, không thể nào như vậy được. Tại sao ông trời lại chọn một thằng khờ như nó?
tại sao không phải là mình? Anh ba, anh đang làm gì ở đây vậy? Ông ở đâu hiện ra vậy ông? Ở đâu đâu, ở ngoài đường vô đây chứ ở đâu hiện. Anh ba, em nói anh nghe nha, hồi tối hôm qua em gặp con ma ở đây đó. Ghê lắm á. Nhưng mà sao em vẫn chưa biết cách gùng mình? Chú mày. Hả? Thiệt ra... Thiệt ra cái gì? Anh nói cái gì tôi không hiểu. Không có gì. Mà tôi thấy công nhận kiếm tiền khó thiệt á. Biết khi nào mình mới được như băng thế thiên. Mà tôi thấy một mình ên tôi là không thể nào lập băng cướp được rồi á. Tụi nó uống tôi ghim mình luôn á. Để tôi gặp ổng, tôi tìm ổng rồi tôi học hỏi coi cái cách lập băng sao. Anh có đi với tôi không? Anh ba, anh làm sao vậy? Hả? Đi không? Đi. Vậy mình đi. Mà đi đâu? Hơn à? Hơn? Vậy... Trời ơi, Gùng mình, con nổi da gà luôn da rồi mẹ. Da gà quá trời luôn nè. Rồi. Vậy là biết rồi ha. Biết đùng mình rồi ha. Biết nổi da gà rồi ha. Trời. Mẹ tôi giỏi quá vậy trời. Chứ sao. Bây giờ á biết rùng mình rồi. Đi mừng hen. Dạ. Vừa đi mừng vừa làm hảo hớn cũng được vậy. Thấy không? Mà con muốn làm giặc là muốn lo cho con Yến chứ gì. Mà muốn lo phải ở gần người ta. Làm giỏi người ta mới thương. Rồi muốn làm hảo hớn thì làm. Đúng không? Vậy là vừa chăn trâu mà cũng vừa làm hảo hớn được luôn phải không? Được sao không được. Bây giờ tắm rửa, thay đồ đi. Rồi đi chăn trâu, làm hảo hớn luôn ha. Dạ. Đi Con đi làm liền, được làm hảo hớn rồi. Hết trời ơi, bữa nay mới thấy dễ thương à. Ông trời già lắm cẩm. Người thông minh sáng láng như tôi thì lại không cho. Lại đi đãi cái thằng cục à. Bởi vậy mới có câu: thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Mà đãi mấy thằng khu khờ được cái gì? Bây giờ mình phải làm gì? Còn cái thằng hớn nữa, mình phải làm gì với nó? Có nên nói cho nó biết? Trời đánh con hả? Con chỉ nên lên suy nghĩ. Tôi nè. Trời nào mà đánh ông? Bà làm cái gì vậy hả? Làm cái gì? Cái thứ đàn ông vô tích sự, suốt ngày báo vợ báo con. Bữa nay á không kiếm được việc làm thì đừng có về đây nữa. Bà tưởng tôi muốn về lắm hả? Tôi đi luôn cho bà sáng mắt ra. Giỏi quá, đi luôn đi. Có tiền mang về đây thì còn có cơm mà ăn. Còn không á thì nhịn. Khỏi đuổi. Đi. Chẳng ra làm sao. Thứ gì? Chú Quỳnh. Chú Quỳnh. Chú Quỳnh. Yến à? Phải Yến chăng? Chàng cứ ghẹo. Sao nè, có gì nói hả? Sao chàng về mà chàng không qua nhà thiếp? Chàng muốn tránh thiếp hả? Đúng rồi ha. Ta về là ta phải qua nhà nàng liền chứ. Mà qua nhà chi vậy?
chàng cứ thích kẹo thiếp hả? Không, ta nói thật đó. Thiếp giận á nha. Sao giận ta? Có chuyện gì vậy? Nghe nói là chàng sắp lên kinh nhậm chức đúng không? Sao chàng không nói cho thiếp biết để thiếp mừng? Ta có nỗi khổ của ta. Biết sao không? Đường xa cách trở, nó dài thăm thẳm gì nè. Nàng biết thì cũng đâu có giúp ích gì được đâu, đúng không? Ý chàng là còn chuyện ước hẹn của đôi ta thì sao? Ước hẹn nào? Thì có hẹn hả ta? Có hẹn cái gì mà ước cái gì vậy? Thì chính miệng chàng đã nói với thiếp mà. Cái miệng ta nói chứ phải ta nói đâu. Chàng, cái miệng ta kỳ lắm. Mỗi lần ta vui cái miệng ta dảnh lên thì ta nói khác. Mỗi lần buồn cái miệng sụ xuống là nói khác liền. Không ngờ chàng là một con người phũ phàng như vậy. Đúng rồi, ta phũ phàng mà. Chàng tính bỏ thiếp để lấy con quan lớn trên kinh thành đúng không? Thôi mà, đừng có khóc mà. Lời đồn thôi. Nhưng mà thiệt, ta đồn với trúng phốc luôn à. Nè, biết sao ta làm gì không? Do nàng đó, nàng khinh thường tất cả những đàn ông của xứ này. Đó, thấy cái cây kia không? Trèo thử lên đi. Trèo càng cao, té một cái là nó đau liền. Phải không? Nhớ nhà, sống thì đừng có kiêu ngạo. Ta làm gì là để cho nàng tỉnh ngộ ra thôi. Chàng đứng lại đó. Ngu sao đứng? Chàng, đồ sở khanh, đồ tráo trở. Quý nương ơi, chú huynh. Người, tại người hết đó. Nàng ơi, nàng Yên ơi, Yên à. Đệ à, nhậu không? Mời huynh. Đi, hai đứa mình bỏ cái xứ tầm thường này, đi ngao du sơn thủy, chọc trời khuấy nước, đầu đội trời, chân đạp đất. Hai ta, đứa hảo đứa hớn. Hay. Ồ, hảo hớn. Huynh đệ hảo hớn ngao du sơn thủy. Hả? Đã ngang. Đi. Ôi nhưng mà không được đâu huynh ơi. Dạ không được. Thế nào mẹ đệ cũng hỏi tiền đâu mà đi. Không có tiền sao đi được. Tiền. Cái thứ tầm thường này cột chân quân tử, khiến cho hùm bèo cũng phải trở thành gà què ăn quẩn có say. Được rồi, bây giờ mình phải để dành một thứ để đi. Ủa, rồi lấy cái gì để dành huynh? Để thấy con trâu ngoài đó không? Thật thấy. Ủa mà con trâu đó là của phú ông đó. Tiền ở đó đó. Hả? Tiền ở đó hả? Ừ. Là sao? Nói nghe, bây giờ vậy, để chạy về bên đó, để nói với phú ông á là giao trâu cho đệ, mà phải đếm cho nó kỹ, thế nào cũng thiếu một con. Lúc đó phú ông sẽ nhảy dựng lên. Tới chừng lúc đó đệ chỉ cần nói vậy nè. Chỉ cần nói như đó thôi. Ôi, đệ hiểu rồi. Hiểu rồi, đi ngồi đó làm chi? À, đệ đi liền. Hỏi quan chức làng xã ở đây coi có bóng dáng của thằng Thế Thiên không. Rồi cho bố cáo khắp nơi. Rồi tìm cho ra cái tráp cho bằng được. Rồi hỏi xung quanh đây coi có đền chùa nào không, hiểu không? Dạ, con hiểu rồi quan. Ở đây rộng lớn quá. Cái gì?
50 con chứ sao 49 con. Mà đếm kỹ chưa? Dạ đếm kỹ rồi. Mới cái con sấy á ông. Vậy con nhận 49 con đúng không ông? Vô lý. Con trâu mà làm gì cây kim à? Đi kiếm nó về cho tao. Dạ ông ơi, con biết thế nào á, ông cũng sẽ nổi cơn tam bành thịnh nộ lên. Cho nên tụi con đi lục sục từng lụm cây bụi cỏ, leo lên tuốt trên đọt cây luôn mà cũng không thấy nó. Mày leo lên đọt cây làm chi hả? Lỡ mày nhảy xuống trời gãy giò mày hả? Trâu nào mà leo lên đọt cây vậy? Dạ đúng là leo lên trên không thấy nó. Giỡn mặt với tao hả mày? Dạ. Ông ơi. Gì? Hay là ông đi kiếm thầy đi. Thầy gì? Thì thầy Ba Hảo đó. Nghe nói hình như ổng mới nhận được lá bùa gì linh lắm. Hễ ai mất cái gì nói ổng cái là ổng kiếm lại được liền à. Có chuyện đó nữa hả? Con nghe nói vậy đó. À. Dạ. Dạ. Có ai ở nhà không? Ôi, ông ơi, có lính triều đình tới kiếm ông kìa. Có tôi ở nhà đây. Ở đây ai là chủ nhà? Thằng này là ở đợ. Tôi là chủ nhà. Ông là chủ nhà? Chủ nhà là tôi. Vậy là nhà này của ông sao? Nhà này của tôi. Tôi là chủ nhà. Ừ. Ông kiếm tôi có chuyện gì? Ta đi cùng một mệnh quan của triều đình truy lùng tên chủ sói Bá Thiên đang trốn chạy về vùng này. Bá Thiên? Ông về đây hả? Ừ. Người biết Bá Thiên à? Trời ơi, ông bạn tôi mà. Ủa mà chắc dễ vậy ông về đây? Nè. Mà nói bậy một hồi á, ba cái đầu mày nghe mày. Ông lính triều đình ơi, nó nổ á, chứ không có đâu. Mà chắc ông Bá Thiên, ông không có về đây đâu. Nè, cho ta hỏi, ở cái vùng này có chùa chiền đình miếu nào mà linh thiêng không? Chỉ vậy anh lính triều đình. Bá Thiên có một cái tráp chứa viên ngọc hộ mệnh. Có nguồn tin á, là hắn sẽ đem về cất giấu ở một ngôi linh tự cổ ở cái vùng này. Nếu ai mà tìm được viên ngọc giao nộp cho quan thì sẽ được trọng thưởng. Thưởng nhiều không? Không tìm được đi rồi tính. Ừ. Mà nè, ừ? Có bất cứ thông tin nào về Bá Thiên phải báo liền cho ta, nghe chưa? Ừ. Ngọc hổ mãn phải tìm cách báo cho chủ soái biết mới được. Mà lem bem gì mày? Nói không có. Mày đang mơ gì vậy? Mất nguyên con trâu tìm không ra. Cái tráp có chút xíu như vậy đồ tìm. Còn cái ông lính triều đình đó nữa, nói chuyện với Ba Hộ mà làm cái giọng phách. Ông chờ đi, thờ tôi tới một cái nha. Ông biết cái cảnh. Cảnh gì vậy ông? Cảnh nóng. À không, cảnh tao nóng. Đâu? Bùa đâu? Lá bùa của mày có kiếm được con trâu của tao không? Nếu kiếm ra, ông trả tôi cái gì? Ừ, thì tao bao mày nửa chầu nhậu với nửa lạng lòng trâu. Bùa của tôi là bùa làm ăn, chứ không phải bùa làm ra để mà nhận của ông chầu nhậu với nửa lạng lòng trâu. Thôi giờ như vậy, nếu mà không được phân nữa thì ít nhất cũng phần ba con trâu. Gì? Mày ăn cướp luôn hả? Ủa này ông kiếm tôi nha, chứ tôi không có kiếm ông à. Thôi, nếu không được thôi chứ bù xài hoài mất linh. Vậy thôi mày đi tìm con trâu dùng cho tao đi. Để tao coi lá bùa của mày á là thiệt hay là mày xạo với tao. Ông ngồi chờ đó. Gì vậy? Mày làm cái gì mà tiếng con trâu mà mày sao hồi mày kêu thành tiếng con bò vậy? Cái này là trâu của ông, nó bị người âm dắt xuống chỗ bờ sông kìa. Nó sắp đi xuống gặp Long Dương rồi đó. Ê, sao mày nói chuyện giống như người có âm vậy? Ông ngồi đó nói chuyện hoài đi, nó đi xuống gặp Long Dương luôn bây giờ. Hey, tao đi liền. Chủ quán. Dạ. Tính tiền nhậu cho hai đứa này nha. Chủ quán. Dạ.
Phú ông trả tiền sau nha. Trời ơi, thiếu hoài, tiền đâu mà làm cái máy đây? Chờ để. Dạ Quang ơi, cái làng này sao nó nghèo sơ nghèo sát. Con đi tìm quá trời quá đất mà có manh mối gì hết trơn Quang ơi. Không được bỏ sót. Nhiều khi chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất. Có khi ba Thiền trốn ngay chỗ nào mà ta dễ dàng bỏ qua rồi sao? Con nghĩ chắc không có đâu Quang ơi. Người ta trốn người ta tìm chỗ nào mà rậm rạp âm u người ta trốn. Ở đây trong quơ trong quất mà trốn gì. Hay mình đi chỗ khác mình tìm đi Quang. Lính bày đặt khôn hơn Quang. Kìa Quang, cắn mông Quang. Kìa to gan, mông Quang mà cũng dám cắn. Đâu? Con chồng của tao đâu? Đó. Đó cái gì? Hồi nãy giờ tao nghe mày nói đó gần trăm lần á. Tao có thấy được bóng dáng con chồng của tao đâu? Từ từ ông cũng thấy thôi mà. Từ từ cái gì mà từ từ? Mệt muốn chết đây nè. Đâu xíu mà cũng mệt hả? Con chồng đâu? Đó. À, con chồng của ông kìa. Đó. Con chồng của ông kìa. Nó chưa đi xuống gặp ông Long Dương. Ông cảm ơn ai nữa kìa. Chào ông nè con. Đã thiệt. Làm không bao lâu mà mình có dư tiền để đi rồi. À, anh ba cầm ý. Ủa mà anh ba ơi. Gì? Mà mình làm vậy á, có giống như là mình đi lừa gạt người ta không? Cái gì mà lừa gạt? Cái này là mình lấy tiền của Phú ông. Người ta gọi giống như là thế thiên hành đạo vậy đó. Ôi, mình làm vậy cũng giống như là băng thế thiên làm vậy đó hả? Ờ. Ủa nhưng mà trước khi đi tôi phải lấy yến. Tôi tự hứa với lòng là tôi phải lo cho Yến. À. Mà phải để dành tiền cái đã. Thôi tạm thời qua bên Phú ông làm đi rồi tính ha. Ghê thiệt á. Huynh đệ hảo hớn ngao du sơn thủy. Tiền này mình phải đem về nạp cho bà vợ, khỏi phải điếc tai. Dù sao cũng là cao kế của mình. Mỗi đứa một cái nè. Còn cái này đem kiếm chỗ nào kín cất vô, để coi cha của bay học được cái nghề thì hãy đưa cho cha bé ăn. Ủa vậy cha không có nghề là không cho cha ăn luôn hả mẹ? Không phải không cho, nhưng mà phải để cho cha bay đói thì mới chịu đi kiếm đồ ăn. Vậy hả mẹ? Vậy bây giờ con đi giấu nha. Để mẹ lột cho con nha. Dạ cha mới về. Sao mẹ nói với mấy đứa nhỏ có cái gì ăn không? Bày ra đây coi, đói rồi. Mẹ nói á là cha học nghề cha mới được ăn. Cha con là bậc thầy mà, tại sao phải học nghề hả con? Hôm nay cha đi làm thầy được ít tiền, bây giờ mang tiền về thì có được ăn không nè? Làm thầy? Thầy dùi hay là thầy gì mà ra tiền? Bà không biết cái gì hết. Hôm nay tôi vô miễu, thần hiện ra cho tôi lá bùa ước, hễ ai mất cái gì tôi lấy ra ước là tìm được liền. Thiệt hả cha? Thiệt. Ở đâu vậy cha?